Chào các bác nhé. Và hôm nay shop phụ kiện sân bẫy sẽ giới thiệu tới các bác cái mẫu mẹt đa lăng, mẫu mẹt thế hệ mới nhất mà được các bác đang dùng rất là nhiều. Và đi sâu về cái chất liệu của cái mẫu mẹt này, thì cái mẫu mẹt này nó chất liệu của nó bằng inox các bác nhé, và được ngụy trang bằng cái màu sơn và cái màu cỏ khô, rất chi là thích hợp đối với các bác đi săn bẫy. Cái màu nó không lộ nhé, để các bác nhìn thấy khi em giải được cái nền ruộng này, nó không lộ một chút nào nhé. Và em sẽ mở cho các bác xem. Thì cái mẹt này của nó, cái đường kính của nó là 80/100 đấy các bác nhé. Đây là cái mẫu mẹt cỡ nhỡ, thì bên em cung cấp hai mẫu mẹt. Đây là mẫu mẹt cỡ nhỡ, các bác mua các bác chỉ cần nói mẫu mẹt cỡ nhỡ hay là cỡ to thì em sẽ biết ngay. Và cái phần chi tiết là cái phần lò xo, cái mẹt nó có tốt hay không thì ở cái phần lò xo đấy nhé. Cái phần lò xo này nó có dày, có chắc chắn thì cái mẫu mẹt này của bác các bác mới tốt này. Đấy, riêng cái lò xo này bên shop em là lò xo đặt nha các bác nhé. Đây là cực kỳ là tốt, các bác có dùng bao nhiêu năm không thể nhãn được. Với cái chất liệu mẹt inox này thì chắc nó nói là hỏng thì còn lâu đã hỏng các bác ạ. Chỉ có tấm lưới thôi, nếu mà lưới nó có hỏng thì chắc cũng phải 5, 7, 15, cũng không thể rách được, không thể rách ngay được nha các bác nhé. Cực kỳ là tốt. Với cái mẫu mẹt này thì bây giờ cải tiến rất chi là nhiều. Cái phần cầu tử của nó mềm lắm. Đây là cái cách để cài cái khuy của cái mẫu mẹt này nha các bác nhé. Đây, mới đầu lên như thế này nhé. Cái phần này các bác có thể cài vào đây. Đây là em thử đánh lên, em cài nhẹ một bên thôi. Đây là mới cài một bên thôi, em cài cái bên này rồi. Và em sẽ dương cái cạm này cho các bác được tham khảo. Với cái nền ruộng như thế này nhá, cái việc dùng một cái cạm dùng một cái mẹt đã ngụy trang màu cỏ khô như thế này thì bất kể con chim săn nào nó rất chi là khó nhận biết. Với cái mẫu mẹt này nhá, các bác có thể đánh tất cả các con chứ không phải là đánh độc chim săn. Các bác có thể trong gia đình các bác mà nuôi gà đấy, các bác không bắt được các bỏ rể ra mà các đánh hiệu quả mà được ngay. Đấy nhá, các bác sẽ ngược lên như thế này. Và đây là cái phần gài. Khi mà dương bẫy nhá, các bác quan sát là cái phần lưới này các bác phải để làm sao cho cân đối, thì khi nó sập nó mới bung hết được lưới ra nhá. Đây là cái phần để cài đây các bác này. Các bác sẽ cài nó vào đây. Đấy, như thế này nhá. Như thế này là đã ok rồi. Bác thấy cái màu cỏ khô này cực kỳ là tiện lợi không? Đấy. Cái phần màu cỏ khô này cực kỳ là tiện nhá. Và đi cùng với mỗi chiếc mẹt này thì được hai chiếc tấm lưới tặng theo để các bác uốn làm lồng đấy, làm lồng để nhốt gà con hoặc là nhốt chuột đấy. Đây các bác. Đây, làm lồng nhốt gà hoặc nhốt chuột để đi đánh chim săn. Và được đi theo hai chiếc ghim như thế này. Hai chiếc ghim này thì các bác có thể ghim ở cái phần này. Ghim thích hợp làm sao cho nó chắc. Tôi đóng nó vào đây. Tôi sẽ dài tới đây cho chắc chắn nhé. Cái này là em mới nhá. Bác sẽ ghim nốt một cây nữa ở bên này. Đây là cái phần ruộng cho nên em ghim nó rất chi là dễ. Nếu như ở cái phần cứng ấy, thì các bác có thể ghim bằng lấy gạch các bác đóng, hoặc lấy gì mà đóng rất chi là dễ. Như thế này đã ok nhá. Đây cái phần này, cái ví dụ như cái lồng này, các bác sẽ để gà hoặc là để chuột. Các uốn vào lồng các bác để vào đây nhá. Và cái con đại bàng hoặc là con chim săn thì nó thấy chuột hoặc là con đây nó sẽ xa lên đây. Nó sẽ động một cái cầu tử này các bác này. Để động một cầu tử này nó sẽ lẩy ra đó và sập ngay. Em sẽ thí nghiệm đối với cái mẫu cạm cái mẫu mẹt này để các bác theo được biết nhá. Em ví dụ như thế này. Khi cái dương bẫy như thế này nha các bác nhá. Đó. Và sao cho cân đối nhất. Không gì em sẽ thử khi mà con chim săn nó sẽ bỗ, khi nó bay nó đậu cái đầu kia thì nó sẽ nảy ngay. Đấy. Như thế này nó sẽ được ngay nha các bác nhá. Cực kỳ là hiệu quả. Các bác thấy cái màu cỏ khô này nó rất chi là tiện lợi đối với các bác việc các bác đi đánh nhá. Không lộ một tí nào đây này, nhìn còn không có rõ cơ. Thế cho nên là con chim săn hoặc là bất kể các con nó không nhận biết được đây là cái bẫy nha các bác nhá. Đấy. Và khi đã ghim rồi là cực kỳ là chắc đây này các bác này. Dưới cái nền đất ruộng mà em còn khó để nhấc lên này. Đấy. Với cái mẫu mẹt đa lăng này giá cả nó cũng rất chi là hợp lý thôi. Các bác quan tâm thì cứ alo trực tiếp hoặc là các bác để lại số điện thoại nhé. Với cái mẫu mẹt này các bác đánh được tất cả các con nhé, chứ không phải là bất kể ví dụ như một con mèo. Con mèo mà nó thấy con chuột hoặc con gà kêu ở cái phần này nhá, nó vào nó động ở đây cái cũng sập ngay. Và với cái chất lưới như này thì nó không bao giờ nó thoát được ra được. Cực kỳ là chắc chắn.
Các bác quan tâm thì các bác để lại số điện thoại ở dưới cái video đấy nhá, hoặc là các bác alo trực tiếp lên số điện thoại em để bên dưới tiêu đề, em đã tư vấn các bác với tất cả những cái sản phẩm của bên em. Vâng, chào các bác, và các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông nhé, để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm của bên em. Vâng, chào và hẹn gặp lại các bác.